sẽ tóm tắt nhanh cái nội dung đó. Nói chung những cái phần chính thôi. Thì cái máy điện một chiều này thì ứng dụng nó rất là phổ biến ở trong các cái ứng dụng. À, mấy bạn để thầy tắt cái mic nha, đứa nhiều khi nó lọt âm thanh vô ha. Có gì bạn nào cần nói gì thì mình bấm giơ tay giùm thầy nha. Cái gai nhiều cái gai này Tạm thời thì tắt lo hết tất cả nhé, vì nhiều bạn không có để ý cái mic của mình. Đây, thì tóm tắt lại cái nội dung hôm trước, tại vì do cái video hôm trước ghi hình nó bị lỗi ha. Thì đối với máy điện một chiều thì thầy nói một số cái chính này. Thì cái loại máy điện một chiều nó sẽ được ứng dụng rất nhiều ở trong các cái ứng dụng mà nó cần có cái đặc tính điều chỉnh tốt ha. Cái moment càng lớn thì người ta sẽ dùng cái máy điện một chiều. À, ví dụ như trong các cái thiết bị máy cán thép này, các cái thiết bị trong hầm mỏ để vận chuyển nguyên vật liệu vào trong hầm mỏ, hoặc là trong giao thông vận tải các cái loại xe xe điện ha, thì nó dùng máy điện một chiều, tại vì đặc tính nó là dễ điều chỉnh, điều chỉnh tốc độ và moment nó tốt, đặc tính cơ nó tốt, moment xoắn của máy điện một chiều nó lớn ha. Thì nó sẽ ứng dụng trong các cái yêu cầu nó cần cái mô men lớn và cái khả năng điều chỉnh tốc độ tốt. Rồi thì máy phát điện một chiều, đối với ngoài động cơ thì máy điện một chiều nó còn có máy phát điện á. Máy phát điện thì để nó phát ra điện một chiều sử dụng một số cái ứng dụng, ví dụ là dùng để kích từ cho các cái máy phát điện đồng bộ. Thì cái kích từ là nó để nó cung cấp cái dòng điện một chiều vào, nó tạo thành cái 500 điện ở trong cái máy điện đồng bộ. Máy điện đồng bộ thì mấy em sẽ học ở môn máy điện hai ha. Thì nói chung máy phát điện một chiều mục đích nó để nó phát ra điện một chiều, rồi mình dùng điện một chiều đó mình sẽ ứng dụng một số chỗ. Rồi cái đặc điểm của máy điện một chiều thì giá thành nó cao ha, giá thành đắt và tốn kém khi chế tạo, tốn nhiều kim loại màu hơn. Rồi cái chế tạo nó phức tạp nữa, nó có cái thành phần cổ góp với lại chỗ than, vận hành nó cũng tốn kém hơn, dễ dễ hư hỏng, phải bảo trì bảo quản nó phức tạp. Rồi, công suất thì lớn nhất nó khoảng tầm 10.000 kW đối với máy phát điện, máy phát điện một chiều. Điện áp nó khoảng 1.000V là tối đa. Rồi, đây là hình ảnh một số cái máy điện một chiều ha, cái động cơ một chiều. Rồi, cái phần cấu tạo nó gồm có hai phần stator và rotor. Stator là gọi là phần tĩnh ha, rotor là phần quay. Ngoài ra thì stator nó còn gọi là phần cảm. Phần cảm ý nghĩa phần cảm nó là cái phần tạo ra từ trường ở trong máy ha. Phần cảm là phần tạo ra từ trường, em lưu ý giùm thầy nha, đừng có nhầm lẫn nha. Phản ứng là cái phần tạo ra dòng điện trong cái máy, hoặc là cấp dòng điện chính vô trong máy. Phản ứng là cái phần có chứa cái dòng điện chính chạy trong trong máy ha. Phần cảm là phần tạo ra từ trường. Ví dụ trên cái hình này thì phần cảm là cái phần 500 điện 500 hai bên nè, nó là phần đứng yên gọi là stator. Phản ứng là cái phần rotor quay này, đồng thời nó là cái phần dòng điện chính chạy trong đó. Dòng điện mình thấy cái dây điện nó đi vô vào cái rotor ha. Thì phản ứng là cái phần mà có dòng điện chạy chính chạy trong đó ha. Nó gọi là phản ứng. Thì đây là hình ảnh cấu tạo bên trong của cái máy điện một chiều. Thì đối với cái phần stator, phần cảm á, thì nó sẽ cấu tạo nó gồm có một số phần chính ha. Gồm có cực từ chính, cực từ phụ, gông từ, nắp máy, cơ cấu chỗ than. Thì mình sẽ đi nhanh lần lượt các cái phần này ha. Thì cực từ chính là các cái cực từ lớn nằm trong cái máy này. Mấy em thấy cái hình bên trái này nó có bốn cực từ, 1 2 3 4 ha. Trên này là cái hình thực tế của nó. Nó có 6 cái cực từ, mấy em nhìn nó có 6 cái cực từ này ha. Đếm nó có 6 cái cực từ bằng sắt này. Thì bên dưới cực từ bằng sắt này thì nó sẽ có các cái bộ dây quấn, nó có các cuộn dây này ha. 6 cuộn dây quấn ở dưới 6 cái cực từ bằng kim loại và bằng sắt từ này ha. Thì đây là gọi là cực từ chính.
À, ở trong hình này thì nó chỉ có cực tự chính thôi. Cực tự chính cấu tạo nó bằng thép kỹ thuật điện ha. Thép kỹ thuật điện thì mình biết rồi, thép pha thép silic. Rồi dây quấn thì nó bằng dây đồng, dây điện từ nó quấn bên dưới cực từ vậy thôi. Đây hình ảnh cực từ chính đây, bốn cực từ. Ngoài ra thì nó có cực từ phụ. Cực từ phụ thì nó nằm xen kẽ với cực từ chính ha. Bốn cực từ phụ nó nhỏ hơn. Thì cực từ phụ mục đích nó là để cải thiện đổi chiều cho cái đồng động cơ một chiều ha. Thì để qua cái phần nói về cải thiện đổi chiều thì sẽ nói kỹ hơn. Cải thiện đổi chiều nó sẽ giúp làm giảm cái tia lửa điện khi mà cái động cơ một chiều nó hoạt động ha. Nó sẽ hoặc là máy phát một chiều hoạt động thì cái cực từ phụ nó sẽ giảm cái tia lửa điện đi ha, giảm cái tia lửa. Tại vì trong quá trình truyền dẫn dòng điện từ ngoài vào trong cái rotor quay á thì cái chổi than nó tiếp xúc với cái cột gốc thì nó khi nó quay nó sinh ra tia lửa điện ha. Nhờ cực từ phụ này nó sẽ giúp giảm bớt cái tia lửa điện này ha. Thì cực từ phụ nó đặt giữa các cực từ chính làm bằng thép khối ha, đúc nguyên khối ha. Rồi cực từ phụ nó cũng có đặt dây quấn giống như cực từ chính, được gắn lên trên vỏ máy ha. Này rồi tiếp theo là gông từ. Gông từ là cái phần vỏ bên phía ngoài này ha. Gông từ nó sẽ kết nối các cực từ lại với nhau. Đây cái hình bên trái này mà em thấy gông từ là cái phần vỏ tròn bên ngoài này. Thì gông từ này nó sẽ giúp dẫn từ trường chạy móc vòng giữa các cực từ ha. Khi dòng điện nó chạy trong cuộn dây quấn của các cực từ chính này thì nó sinh ra từ trường ha. Từ trường này sẽ được dẫn móc vòng đi trên cái gông từ này, đi móc vòng giữa các cực từ ha. Gông từ nó là vỏ máy luôn nha mày, gông từ thì nó là vỏ máy luôn. Thì đối với các cái máy điện cỡ nhỏ thì gông từ nó là mình thép tấm nó uốn lại. Còn mấy cái điện cỡ lớn thì nó sẽ đúc đúc nguyên khối ha. Gông từ nó dùng để nối liền các cực từ và làm vỏ máy. Rồi nắp máy. Nắp máy là cái phần bảo vệ đậy ở hai đầu của cái vỏ máy nè. Bảo vệ cho cái máy, đồng thời nó gắn cái trục ổ bi để đỡ cái trục động cơ. Đi nhanh thôi nha. Đây, hôm trước mình thầy có hướng dẫn. Rồi, tiếp theo là cái cơ cấu chổi than. Cơ cấu chổi than nó cũng nằm ở trên stator, nằm ở trên cái phần đứng yên đó. Thì chổi than là cấu tạo nó là bằng than chì ha. Than chì. Nó ép thành nguyên một khối như thế này, gọi là chổi than. Thì cái chổi than nó sẽ được đặt trong cái hộp chổi than như thế này. Cái phần màu đồng ở ngoài là cái hộp chổi than, còn cái chổi than là màu đen nó nằm ở giữa này ha. Thì cái chỗ than này sẽ có một cái lò xo, này là cái lò xo này. Cái lò xo này nó sẽ ép cái chỗ than vào trong cái trục động cơ. Chỗ này ở giữa nó sẽ có cái trục động cơ, ở trên nó có cái cổ gốc ha. Thì chỗ than sẽ được tì vào trong cái cổ gốc để nó truyền điện từ bên ngoài vào trong cái cổ gốc à. Đây đây là hình ảnh cái hộp chỗ than này, hộp chỗ than nó có cái lò xo này. Đặt cái chỗ than vào đây thì cái lò xo nó sẽ ép cái chỗ than vào giữa, cái trục động cơ nằm ở giữa. Đây, cái giá đỡ chổi than. Đây là cái hình ảnh cơ cấu chổi than này ha. Cái lò xo nó sẽ ép cái chổi than. Chổi than là cái khối màu đen nằm ở giữa cái hộp chổi than bằng đồng ở ngoài này ha. Thì cái cổ gốc nó nằm ở giữa này. Thì cái chổi than nó sẽ tì vào trong cái cổ gốc. Thì dòng điện nó sẽ được truyền từ bên ngoài vào trong cái cổ gốc và vào cái rotor ha, thông qua cái chổi than và cái cổ gốc. Thì cơ cấu chổi than thì mục đích là để đưa dòng điện từ bên ngoài phần quay vào trong rotor hoặc là ngược lại. Đối với máy cấp điện thì nó sẽ đưa cái dòng điện từ máy phát bên trong cái rotor máy phát đưa ra ngoài ha. À, chỗ than đặt trong hộp chỗ than có là sao à, hộp chỗ than cố định trên giá đỡ. Chỗ than có thể quay được, nó điều chỉnh vị trí à, quay là xoay chuyển điều chỉnh vị trí thôi ha. Thì thường cái cổ gót với chỗ than thì cái khi mà cái cổ gốc này nó quay, cái cổ gốc nó nằm ở trên cái trục động cơ nên là cái cổ gốc nó quay thì cái chỗ than nó tùy vô nó truyền điện vào ha. Thì quá trình vận hành á thì cái chỗ than này nó sẽ mòn dần nha em, tại vì nó quay thì nó ma sát thì nó mòn, thì cái chỗ than nó sẽ mòn tại vì cấu tạo chỗ than nó bằng than chì ha, nó mềm hơn, nó mềm, còn cổ gốc này nó bằng đồng ha, nó cứng hơn, thì cái than chì nó sẽ bị mềm, nó mềm hơn nên nó sẽ mòn nhanh hơn. Thì chỗ than nó mòn dần thì mình sẽ thay thế chỗ than, còn cổ gốc thì nó sẽ được bảo toàn, ít ít bị mòn. Thường thường thì cái chỗ than sẽ mòn nhanh và mình sẽ thay thế chỗ than.
cấu tạo bằng than chì, mục đích là để nó, thứ nhất là nó mềm, nó dễ mòn hơn so với củ gốc, dễ thay thế ha. Cái than chì nó mòn, nó bóc thành từng lớp, nó tạo thành một cái giống như là một cái lớp bụi mịn ha. Nó giúp bôi trơn cho cái chỗ cổ góp với chỗ than luôn. Tiếp theo mình nói về cái rotor. Nãy giờ là mình nói cái phần phần đứng yên ha, cái stator nha. Thì cái rotor thì cấu tạo nó cũng tương tự, nó sẽ gồm các phần lõi sắt và phần dây quấn, lõi sắt và dây quấn. Rồi ngoài ra thì để truyền được dòng điện vào trong rotor hoặc là lấy điện từ rotor ra đối với máy phát thì người ta sẽ có cái phần gọi là cái cổ gốc, cổ gốc này. Đây là cái rotor ha. Phần lõi sắt này, dây quấn này và cái cổ gốc. Đó là những cái phần chính của cái rotor ha. Thì lõi sắt, dây quấn, cổ gốc, cánh quạt với trục máy thì nó là cái phần bộ phận phụ thôi. Cánh quạt để làm mát và trục động cơ. Rồi thì cái lõi sắt rotor nó hình dạng nó như thế này. Nó sẽ là hình trụ và nó có sẽ các cái rãnh như này. Các rãnh này để mình đặt các cái dây quấn ha, dây đồng. Rồi trong cái rãnh này ta sẽ có cái gọi là cái khe để mình nhét cái nêm ha, mình nhét cái nêm vào đây để mình đè chặt cái dây quấn lại, không cho dây quấn nó bung ra. Tại vì cái rotor của cái máy điện một chiều nó quay rất là nhanh ha. Nó quay nhanh thì nó sẽ dễ văng cái dây ra ngoài, người ta phải có cái nêm để chèn vào. Chèn cái nêm vào cái khe này để nó chặn cái dây lại ha. Ngoài ra trên cái lõi sắt rotor nó sẽ có các cái lỗ lỗ thông gió. Khi rotor nó quay thì cái luồng gió sinh ra nó sẽ được được thổi qua các cái lỗ này, nó làm mát cái rotor. Tại vì đối với cái máy điện một chiều thì cái rotor là nó nơi mang dòng điện chính. Dòng điện chính nó chạy trên rotor ha, và nhiệt sinh ra trên rotor nó nhiều. Vậy cái làm mát. Rồi thì cái cấu tạo cái phần lõi sắt nó sẽ ghép từ nhiều lá thép kỹ thuật điện ha. Lõi sắt rotor nó ghép từ nhiều lá thép. Thì cái phần này mấy em có thể ghi tóm tắt nha, mấy em coi video lại mấy em sẽ ghi tóm tắt lại như vậy. Lõi sắt thì nó bằng thép kỹ thuật điện ha, ghép nhiều lá lại, phủ cách điện giữa các lá. Rồi lõi sắt có dập rãnh để ép chặt dây quấn. Rồi các cái máy cỡ lớn thì nó phải có các lỗ thông gió. Cái này mình có thể tự ghi tóm tắt lại ha, tại vì thầy ôn lại nên thầy ghi đi nhanh nhanh ha. Mấy em nào cần ghi chép thì mình coi lại video ghi vậy. Video mình dừng lại mình ghi được ha. Rồi, đây là hình ảnh một cái rotor hoàn chỉnh này, ha. Phần lõi thép ở ngoài, dây quấn này. Rồi có các cái nêm, em nhìn thấy có các cái khúc gỗ ha. Nó làm cái nêm để nó chèn cái dây quấn lại. Ngoài ra thì nó bên phía đầu này nó sẽ có cái cổ gót này, cổ gót này. Đó, thì cái rotor cấu tạo nó cũng chỉ có như vậy thôi. Bạn nào mưa to không nghe được thì chắc mình coi lại video sau nha. Tại vì bên em mưa thì thầy cũng chịu thôi, thầy không có thể nào hỗ trợ được cái đó. Thì xin thầy đang ghi video lại rồi, có gì mình coi lại giùm thầy. Rồi dây quấn thì nó là dây đồng đấy ha, đây cái nêm này, cái nêm nó sẽ nêm chèn chặt cái dây lại. Rồi sắt này, cổ góp này. Rồi dây quấn thì nó bằng dây điện từ, nó tương tự những cái máy điện đồng không đồng bộ thôi ha. Đối với công suất nhỏ thì dây nó sẽ là dây dây tiết diện tròn ha, công suất lớn thì dây nó tiết diện chữ nhật này. Rồi nó có cái nêm ở miệng rãnh để khỏi băng dây ra, này nãy giờ thầy cũng có nói rồi. Rồi tiếp theo là cái cổ gót. Cái cổ gót thì nó sẽ gồm có nhiều cái phiến gót, bên phải là cái hình ảnh cái phiến gót ha, một phiến gót như thế này thì nó ghép nhiều phiến gót lại, nó sẽ tạo thành cái cổ gót hình hình trụ ha, hình trụ tròn. Đây là hình ảnh cái cổ gót thực tế này ha. Đó, nó gồm có nhiều cái phiến phiến nhỏ ghép lại. Thì giữa các cái phiến góp này nó cách điện nhau nha em. Nó cách điện chứ không phải là nó nguyên một khối đâu ha, nó ghép nhiều phiến lại và ở giữa các cái phiến này là có một cái lớp mica cách điện. Thì một cái trụ này nó sẽ nhiều miếng ghép lại và nó cách điện nhau chứ không phải nguyên một khối đồng này là dẫn điện hết đâu ha. Nó cách điện giữa các cái phiến này. Rồi, thì mấy em nhìn trên cái hình này, nhìn cái hình này nó rõ rồi. Mỗi cái phiến góp nó sẽ được nối với một cái sợi dây, dây quấn này nó sẽ quấn lên trên cái bên trên cái rotor này ha. Thì mấy em thấy mỗi phiến gót nó sẽ tương ứng với một cái cuộn dây nha mấy em. Thì giữa các cuộn dây này nó tách biệt nhau nha,
nó sẽ có nhiều phiến gót ứng với nhiều cái cuộn dây. Cái rota mà càng nhiều phiến gót thì ở bên trong cái rota này sẽ càng nhiều cái cuộn dây quấn khác nhau. Em nhìn thấy mỗi phiến gót nó đều hàng với một cái đồng dây ha. Giữa các phiến gót này cách điện với nhau, giữa các cuộn dây bên trong này nó cách điện với nhau nha. Nó sẽ có nhiều cuộn dây trong này. Đó, cổ gót đây, chỗ thang này tùy vào cổ gót này truyền điện vào. Rồi, cổ gót người ta còn có tên gọi là vành gót ha, hoặc là vành đổ chiều, dùng để chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành một chiều. À, còn có nhiều phiến gót ghép lại à, cách điện với nhau ha. Rồi, và tản nhiệt thì nó cũng không có gì để nói ha. Dùng để nó tạo cái luồng gió nó làm mát cho máy thôi. Nó gắn lên trên cái trục rota, khi rota nó quay thì cánh quạt nó sẽ thổi cái luồng gió nó làm mát ra máy. Nè. Rồi trục máy. Trục máy là cái trục của rota. À. Thì trục máy này nó phải làm bằng thép loại tốt à. Tại vì cái trục máy nó sẽ chịu trách nhiệm là nó truyền truyền cái công suất lên ra bên ngoài, à, công suất máy, công suất cơ ra bên ngoài. Thì nó phải kéo một cái tải cơ thì cái trục nó phải đảm bảo là nó có cái độ bền để nó chịu được cái các cái xung lực khi mà động cơ nó hoạt động. Thì đó là một số cái cấu tạo chính của cái động cơ của cái máy điện trong một bộ của máy điện một chiều ha. Tiếp theo thầy đi vào cái phần nguyên lý hoạt động. Thì hôm trước nguyên lý thầy có chiếu cái video này. Cái video này nói về cái nguyên lý của cái máy điện một chiều. Thì khi thứ nhất khi mà một cái thanh dẫn nó cắt qua từ trường á, đây cái hình này đầu tiên ha. Em nhìn thấy một cái đoạn dây màu hồng đó. Đây, cái đoạn dây màu hồng này nó di chuyển. À, em nhìn thấy có đoạn dây màu hồng ha. Khi nó di chuyển nó cắt qua các đường xích từ. Mình có cái 500 ha. 500 bắc nam này ha, bắc từ trường hướng từ bắc sang nam. Thì khi một cái thanh dẫn, cái đoạn màu hồng này là cái thanh dẫn ha, nó chuyển động nó cắt qua các đường cái đường xích từ này. Thì nó sẽ sinh ra dòng điện ở trên cái thanh dẫn này. Cái đó là cái định luật cảm ứng điện từ mình biết rồi. À, thì khi cái thanh dẫn nó chuyển động cách qua từ trường thì nó sinh ra dòng điện cảm ứng cho nó. À, hoặc là sinh ra sức động cảm ứng trên cái thanh dẫn. Rồi. Thì nếu mình có một cái khung dây như thế này và nó quay trong từ trường thì cái thanh dẫn nó sẽ cách qua, nó cách qua từ trường thì nó sẽ sinh ra dòng điện ở trên thanh dẫn này. À. Rồi thì khung dây này nó sẽ có dòng điện và dòng điện trên khung dây này là dòng điện xoay chiều. Lưu ý, dòng điện xoay chiều nha mấy em nhìn thấy dòng điện chạy ra ngoài ha, nó là dòng điện xoay chiều. Tại vì cái khung dây nó quay ha, quay nó cắt qua từ trường, dòng điện trên khung dây nó sẽ đảo chiều liên tục ha. Lúc nó cắt lên thì dòng điện nó chạy xuôi, lúc nó cắt xuống thì dòng điện nó chạy ngược lại ha. Nếu khung dây nó quay thì lúc cái đoạn này lúc nó cắt lên, lúc qua bên kia thì nó sẽ cắt xuống ha. Nên dòng điện trong khung dây là nó đảo chiều liên tục nè. Thì đó là nếu mình làm cái máy điện xoay chiều á, cái máy phát điện xoay chiều á, thì mình cứ gắn ra bên ngoài một cái vành trượt thì nó sẽ dòng điện ra ngoài nó sẽ đảo chiều liên tục, dòng điện ra ngoài nó sẽ là dòng xoay chiều ha. Nè, nếu mình dùng hai cái vành trượt có nghĩa là hai cái vòng đồng liền mạch luôn ha, thì dòng điện cấp ra ngoài nó sẽ là dòng điện xoay chiều. Nè. Tại vì dòng điện trong khung dây nó đảo chiều thì nếu mình nối thẳng ra ngoài như thế này thì nó sẽ dòng điện ra ngoài nó cũng là dòng điện xoay chiều ha. Khung dây nó quay thì dòng điện bên ngoài nó cũng đổi chiều. À, thì đó là nguyên lý của cái máy phát điện xoay chiều ha. Còn đối với máy phát điện một chiều, để dòng điện ra ngoài nó vẫn giữ một chiều á, nó không bị đổi chiều theo dòng điện bên trong khung dây, thì người ta không có dùng cái vành trượt như này. Người ta sẽ không dùng vành trượt ha, mà người ta sẽ dùng cái cổ gót. Cổ gót thì nó sẽ gồm có, đơn giản thì nó sẽ gồm có hai cái hòm ở hai cái phiến gót như thế này. Đây là nè. Cổ gót thì nó sẽ gồm có hai phiến gót. Đây là hai cái phiến gót ha. Thay vì làm hai cái vành tròn ha, thì bây giờ người ta làm hai cái nửa vòng tròn ha. Và người ta gắn mỗi nửa với một cái cạnh của khung dây. Thì khi khung dây nó quay á, thì cái phiến gót này nó cũng quay theo khung dây ha. Quay theo khung dây. Rồi, thì khi dòng điện trong khung dây nó đổi chiều, lúc nó đổi vị trí nè, cái khung dây bên hồng bên trái, xanh bên phải ha, thì dòng điện nó chạy chiều như thế này. À, khi khung dây nó đảo qua bên phía bên kia, dòng điện khung dây nó đảo ngược lại. Nhưng nhờ cái phiến góp ở phía bên ngoài này ha, hai phiến góp này nó sẽ giúp dòng điện ở bên ngoài nó không đảo chiều, tại vì vị trí phiến góp nó cũng thay đổi theo cái khung dây ha.
nên dòng điện trong khuôn dây đảo chiều thì cái phím gốc nó đổi vị trí, nó sẽ đưa cái dòng điện ra ngoài theo theo một cái chiều, theo một cái chiều nhất định. Thì đó là cái nguyên lý của cái máy phát điện một chiều, đó là nguyên lý máy phát điện một chiều hiện nay. Đơn giản là khuôn dây cắt qua từ trường thì dòng điện trong khuôn dây nó sinh ra là dòng điện xoay chiều qua, nhưng mà muốn nó ra dòng điện một chiều thì người ta sẽ dùng cái cổ gốc. Cổ gốc nó gồm có hai phím gốc ghép lại, thì lúc này khi cái khuôn dây nó quay thì cái cổ gốc nó sẽ làm đổi chiều của dòng điện ra ngoài. Đó, so sánh giữa máy một chiều và máy xoay chiều hôm nay. Tiếp theo thì thầy sẽ cái này thì thôi đi nhanh đi. Cái này là cái nguyên lý mà trên cái hình vẽ hôm trước thầy có giải thích rồi, nhưng mà hình vẽ nhìn nó hơi hơi khó nhìn đó. Thầy đi thẳng luôn qua luôn. Rồi thì chỗ này thầy nói đơn giản này. Đây là cái hình ảnh dòng điện nó ra ngoài của dòng điện phát ra ngoài khuôn dây ha. Ở đây là ơ là cái điện áp ngã ra đó, thì dòng điện nó cũng hình dạng nó tương tự ha. Thì cái ngã ra của điện áp ngã ra nó sẽ nhấp nhô như thế này. Đây là hình ảnh của điện áp ngã ra ha. Điện áp này vẫn gọi là điện áp một chiều nha em, một chiều tại vì nó thay đổi, nó biến thiên, nhưng mà nó vẫn vẫn là ở chiều dương em, thấy không? Còn dòng điện xoay chiều nó là hình sin là dương, rồi sau nửa bán kỳ là nó sẽ là chiều âm. Nửa bán kỳ đầu nó chiều dương, nửa bán kỳ sau nó chiều âm. Còn cái này là điện một chiều nha em, nắp nhô vậy nhưng mà nó vẫn là điện một chiều ha, tại vì nó chỉ có chiều dương thôi. Nửa chiều âm xuống dưới nó đã được cái cổ gốc nó đảo chiều, nó lật lên phía trên luôn rồi. Em tưởng tượng được ha, đây là dòng điện ngã ra của cái máy điện một chiều này, của cái máy phát điện một chiều. Đây là mình chỉ có hai cái phím gốc mà, thì nửa bán kỳ đầu nó tăng, nửa bán kỳ sau đáng lẽ nó âm, nhưng mà nhờ phím gốc thì nó đảo chiều lại, nó cũng thành cái hình nửa hình sin phía trên ha. Đây là giống như chỉnh lưu cho bằng cái mạch chỉnh lưu bằng diode, cầu diode nó cũng nhấp nhô như này. Thì cái cổ gốc nó quay nó cũng chỉnh lưu giống cái cầu diode. Nếu mà mình muốn cái điện áp ngã ra nó bớt chấp nhô thì người ta sẽ dùng nhiều phím gốc và nhiều cái khung dây. Hồi nãy mình cái nguyên lý thầy chiếu có một cái khung dây ha, thì nó nhấp nhô rất là lớn ha. Còn bây giờ mình nhiều khung dây nó kết hợp lại thì cái điện áp ngã ra nó sẽ ít nhấp nhô hơn ha. Nó gần như này, càng nhiều cổ gốc, càng nhiều cái phím gốc á ghép lại, càng nhiều cái khung dây ghép lại thì cái điện áp ngã ra nó sẽ càng ít nhấp nhô. Rồi đó là cái nguyên lý của cái máy phát điện một chiều ha. Đây hình ảnh bên phải này là rất nhiều cái khung dây ha, được nối ra cái phím gốc. Đây nhìn cái hình em tưởng tượng được cái máy điện một chiều bây giờ nhiều cái khung dây ha, thay vì một cái khung dây như nãy với hai cái phím gốc, thì bây giờ người ta làm nhiều cái khung dây với nhiều cái phím gốc, thì lúc này dòng điện nó sẽ ít nhấp nhô. Thì đó là cái nguyên lý của máy phát điện một chiều ha. Tiếp theo thì thầy nói đến cái phương trình cân bằng điện áp, thì đây là một cái phương trình quan trọng ha. Giải bài tập thì mình sẽ cần cái này, U bằng E ứng trừ R ứng Y ứng. U là cái điện áp ngã ra của cái máy phát ha. E ứng là cái sức điện động phản ứng ở trong cái khung dây của máy phát, của khung dây của phản ứng á, trừ cho R ứng Y ứng. R ứng là điện trở phản ứng, Y ứng là dòng điện phản ứng ha. Thì có nghĩa là gì? Điện áp ngã ra nó sẽ bằng sức động phản ứng trừ đi cái sụt áp ở trên trở kháng, điện trở phản ứng ha. R là điện trở của phản ứng ha. Rồi, mình ghi giùm thầy cái phương trình cân bằng điện áp này cho ha. Hôm trước như ghi rồi đúng không? Nếu bạn nào ghi rồi thì thầy đi nhanh qua tiếp luôn nha. Thầy ôn lại hôm trước mình đi nhanh tiếp. Cái gì mà bạn nào chưa kịp ghi thì mình coi video mình ghi lại giùm thầy nhé. Rồi tiếp theo là cái nguyên lý của cái động cơ điện một chiều. You can find DC. Rồi thì cái động cơ điện một chiều nguyên lý nó ngược lại với máy phát này. Đây. Rồi thì khi mình cấp dòng điện một chiều vào trong cái khung dây này, cấu tạo này nó giống cái máy phát ha. Máy phát điện với động cơ nó giống nhau thôi. Bây giờ mình cho một dòng điện nó chạy vào trong cái khung dây này. Thì mấy em nhìn thấy là gì? Cực dương này, dòng điện sẽ chạy vô bên cái phím gốc bên trái ha, đi vào cái khung dây này, ra ở phím gốc bên phía bên phải. Thì khi có dòng điện chạy như vậy, mình sẽ xác định được lực từ tác dụng lên trên khung dây ha.
Đó, dòng điện là cái mũi tên màu xanh ha. Thì lực từ nó sẽ kéo khung dây bên phải đi lên, khung dây bên trái đi xuống ha. Dùng quy tắc bàn tay trái để xác định lực từ nha em. Rồi, thì khung dây nó sẽ quay theo chiều như vậy. Rồi, tới lúc này khung dây nó nằm ở vị trí thẳng đứng. Khi khung dây nó đạt vị trí thẳng đứng á, thì lúc này cái lực nó sẽ mất đi nha em. Đây, lực kéo nơi này. Em nhìn thấy này, lực kéo một cái kéo lên, một cái kéo xuống. Thì khung dây lúc này nó sẽ bị lực kéo này nó làm cái khung dây nó căng đứng yên tại một chỗ chứ nó không có quay được nữa ha. Nhưng mà nhờ quán tính á, nhờ quán tính khung dây nó mới quay tiếp qua được một tí. Thì khi nó quay tiếp qua một tí thì lúc này nó bắt đầu cái lực từ nó sẽ kéo cái cạnh bên trên này đi xuống ha, cạnh dưới này đi lên theo theo cái lực từ xác định theo quy tắc bàn tay trái này. Hai khung dây nó đổi vị trí nhau. Tới vị trí này là mất lực kéo này, lực kéo nó căng cái khung dây lên xuống rồi. Nhưng mà nó chỉ cần nó quay lệch qua một tí này. Em nhìn cái chiều dòng điện ở trên cái khung dây nha em. Dòng điện chiều một khung dây ở trên này nó đang hướng hướng về phía mình ha. Bây giờ nó quay qua một tí thì cái chiều dòng điện nó đảo đi ha. Nó sẽ tạo cái lực từ nó kéo cái khung dây quay tiếp. Đó. Thì cái điểm này gọi là điểm đảo chiều này. Đó, ngay cái vị trí này gọi là điểm đảo chiều này. Ngay thời điểm này là cái moment nó bằng không ha. Rồi sau đó nó vừa trượt qua một tí thì lúc đó cái dòng điện nó sẽ được đảo chiều ở trong khung dây. Em quan sát cái dòng điện màu xanh trên khung dây nó được đảo chiều mỗi lần đó. Nó qua cái vị trí đảo chiều nó sẽ đảo chiều ha. Em nhìn cái chỗ cái phím gót như vậy ha. Nhìn quan sát giùm thầy trên cái video như này. Khi cái khung dây nó quay tới cái vị trí mà đảo chiều thì cái phím gót nó cũng đổi vị trí ha. Nhìn hai cái phím gót nhìn cho nó dễ trước nè cái phím gót nó đổi vị trí à, dòng điện ở trong phím gót nó cũng đổi chiều. Thì cái điểm đổi chiều là cái điểm mà cái khung dây nó mất cái moment đi ha. Lúc đó nhờ quán tính thì khung dây nó mới trượt qua tiếp một xíu nữa để cái chổi thang nó tiếp xúc qua cái phím gót bên kia nó đảo chiều dòng điện. Đó, em nhìn thấy cái dòng điện đảo chiều và cái moment nó cũng đảo lại, nó kéo cái khung dây quay tiếp. Thì khi có nhiều phím gót thì lúc này cái moment nó sẽ cái moment nó sẽ đều hơn. Đây, và đây là khi mình có hai cái khung dây, mình nhìn em nhìn đó, khi mình có hai khung dây thì lúc này nó sẽ không có còn cái giai đoạn mà nó bị mất cái moment nữa. Tại vì khi cái khung dây này mất moment thì còn khung dây khác. Càng nhiều khung dây thì cái moment nó sẽ càng đều ha. Và cái moment kéo cái rotor nó sẽ quay đều. Nó không có bị như trường hợp một cái khung dây thì cái moment nó sẽ không đều ha. Rồi, đây là nhiều khung dây và nhiều phím gót. Đó. Thì cấu tạo nó giống y hệt cái máy phát nha em, động cơ giống y hệt máy phát. Rồi, còn phía stator đó thì nó có thể là 500 vĩnh cửu hoặc là 500 điện ha. Đây là 500 điện này. Đó, tới đây được rồi. Còn rồi, tiếp ha. Cái này giải thích cái nguyên lý hoạt động thôi thì mình coi video rồi dễ hiểu hơn, còn cái này khó hơn. Rồi tiếp theo là cái phương trình cân bằng điện áp của cái động cơ điện một chiều, thì em ghi giùm thầy luôn cái phương trình này ha. Phương trình này nó khác phương trình của cái máy phát nha em. Phương trình của mấy cái động cơ thì nó U nó sẽ bằng E ứng cộng R ứng Y ứng khác ha, dấu khác dấu thôi, dấu cộng với dấu trừ ha, khác xíu. Máy phát thì nó là U bằng E ứng trừ R ứng Y ứng ha. Còn động cơ thì nó là U bằng E ứng cộng R ứng. Thì động cơ thì mình cấp điện, điện áp ở ngõ vào là mình cấp ha, U là mình cấp vào. E ứng là cái sức động, gọi là sức phản điện động phản ứng. Sức phản động là cái sức động cảm ứng ở trên cuộn dây ha. Sinh ra trên cuộn dây phản ứng. Rồi, R ứng Y ứng là số áp ở trên cái điện trở phản ứng ha. Thì cái phương trình này cũng quan trọng ha, em ghi và đóng khung lại cho thầy. Phương trình máy phát là chỗ này là dấu trừ ha. Còn phương trình của động cơ là chỗ này là dấu cộng nha. Phân biệt hai phương trình.
nó chỉ khác trong cái dấu cộng dấu trừ thôi. Thì để dễ nhớ thì mấy em phải hiểu ha. Đối với cái động cơ á, thì điện áp mình cấp vào là U, nên điện áp U nó sẽ lớn hơn lớn hơn E, có nghĩa là U nó sẽ bằng E cộng cho thêm cái phần sục áp. U nó lớn hơn tại vì động cơ thì mình cấp điện vào á, điện áp cấp vào nó phải lớn hơn cái sức phản điện động bên trong. Nên U nó sẽ bằng E ứng cộng R cái ứng. Còn đối với cái máy phát á, máy phát thì cái U là điện áp phát ra ở ngã ra. Thì nó sẽ nhỏ hơn so với cái sức động sinh ra ở trên cái phản ứng. Tại vì máy phát thì điện nó phát bên trong phản ứng nó phát ra ngoài ha. Nên cái U ở ngoài nó phải nhỏ hơn cái E ứng ha. Nên U nó sẽ bằng E ứng trừ R cái ứng. Rồi. Một số cái thông số định mức đối với cái máy phát, máy điện một chiều ha. Thì nó gồm có công suất định mức ha, điện áp định mức, dòng điện định mức, tốc độ định mức, hiệu suất định mức. Ngoài ra một số cái thông số phụ ví dụ như là kiểu máy, cấp cách điện rồi cách kích từ vân vân. Thì mọi những cái thông số này nó cũng tương tự đối với máy phát, đối với cái máy điện không đồng bộ hôm trước mình học rồi. Có điều nó hơi khác một tí. Máy điện không bộ thì nó có thể có thêm cái cốt phi ha. Ví dụ là hệ số công suất cốt phi, còn cái máy điện một chiều nó không có chẳng hạn. Thì nó nói chung nó cũng tương tự, nó chỉ khác một xíu. Rồi, thì những cái thông số định mức này mấy em cũng ghi lại giùm thầy á. Công suất này, điện áp ghi bán tắc thôi, dòng điện, định, tốc độ, hiệu suất. Ngoài ra các thông số là kiểu máy, cấp cách điện, phương pháp kích từ, chế độ làm việc. Nếu mà ghi không kịp thì mấy em chờ video rồi mấy em ghi ghi chép điện thoại. Rồi, tiếp theo là cái một cái nhãn máy, một cái nhãn của cái động cơ một chiều ha. DC motor. Motor là động cơ nha mấy em. Motor là động cơ ha. Động cơ một chiều, model. Model là cái mã hiệu của nó, mã hiệu nó là 1000 gì đó ha. Rồi, no là NO, này là number, nó có mã số gì đó, nó đóng cái số này, mình nhìn không rõ thôi. Rồi volt là điện áp này, điện áp nó 100 V. RPM là tốc độ định mức ha. Tiếng Anh đó là round per minute, vòng trên phút, thì nó là tốc độ nó là 3000 vòng trên phút. Rồi TIP này là cái thai, là cái kiểu máy gì đó, cái mã hiệu của nó thôi. Rồi watt, watt là công suất định mức ha, 1120 W. Thì công suất này là công suất cơ, công suất định mức là công suất cơ nha mấy em. Cơ. Rồi, ampere là dòng điện ha, 13. Thì mấy em thấy này, lấy U nhân Y này, volt nhân ampere, mấy em thấy à? U nhân Y nó ra là mấy một chiều thì U nhân Y không có cốt phi gì đó nè. Thì nó ra là công suất điện nó là 1300, mấy em thấy không? Công suất điện U nhân Y nó bằng 1300. Còn công suất watt này là công suất cơ này, nó chỉ có 1120 thôi. Thì từ đó mình có thể tính được cái hiệu suất ha. 1300 là công suất điện mà công suất cơ chỉ thu được có 1100 thôi. Thì tính được cái hiệu suất nha. Rồi, max RPM. Maximum RPM tốc độ tối đa. Tốc độ tối đa này là tốc độ khi nó không kéo tải ha. Chạy không tải thì nó cấp đúng định mức ha. Chạy không tải thì tốc độ nó là 14.500. Còn khi mà kéo tải định mức, kéo một cái tải đúng định mức thì tốc độ nó là 3000. Rồi, đó là cái thông số định mức của một cái động cơ một chiều ha. Rồi, tương tự đây cũng một cái nhãn ha. Cái này cũng là DC motor này, DC MAT là motor viết tắt. Rồi, động cơ một chiều. Rồi, mã hiệu nó này. Mã hiệu, mấy cái mã hiệu của nó. Rồi, năm sản xuất ha, EB này ha. Điện áp đây, 220 V, 15 A này, công suất 2,8 kW. Phân biệt công suất này là công suất cơ nha mấy em, công suất 2,8 kW, công suất cơ ha. Rồi, 3000 min mũ trừ 1, đây là vòng trên phút á, 3000 vòng trên phút. Rồi, nhiệt độ làm việc này từ 0 cho tới 40 độ C. Rồi, excitation này, lưu ý cái chỗ này ha. Excitation là cái điện áp kích từ nha mấy em. Điện áp này điện áp kích từ, điện áp này là điện áp làm việc, điện áp cuộn dây phản ứng ha. Còn điện áp này điện áp kích từ này,
Dòng điện 0,56 A này là dòng điện kết từ. À, kết từ là gì? Kết từ là mình cung cấp dòng điện để nó sinh ra từ trường ở trong cái máy ha. Thì như nãy giờ mình có nói cái nguyên lý á, cái phần ứng à, phần cảm là cái phần sinh ra từ trường ha. Thì phần cảm nếu là cái nam châm vĩnh cửu, à, ví dụ cái động cơ này nó không có kết từ, động cơ này không có kết từ có nghĩa là nó dùng nam châm vĩnh cửu, nhưng mà động cơ này mấy em thấy là không có cái điện áp kết từ, dòng điện kết từ gì hết, thì cái loại này là nam châm vĩnh cửu. Nam châm vĩnh cửu có nghĩa là nó dùng cái cục nam châm vĩnh cửu bình thường của mình á, à, cục nam châm nó lúc nào nó cũng có từ trường hết, gọi là nam châm vĩnh cửu. Còn đối với một số cái máy công suất lớn thì người ta không dùng nam châm vĩnh cửu ha, mà người ta dùng nam châm điện. À, nam châm điện là cái loại sắt rồi nó có quấn dây quấn lên cho dòng điện chạy qua thì nó sinh ra từ trường ha, nó gọi là nam châm điện. Thì những cái máy dùng nam châm điện thì nó sẽ có cái dòng kết từ riêng ha, điện áp kết từ và dòng điện kết từ. Thì mấy em thấy là dòng kết từ nó sẽ nhỏ hơn nhiều so với dòng điện phản ứng ha. Dòng 15,5 A này là dòng điện phản ứng này, dòng điện chạy trong cái phản ứng, chạy trong rotor. Còn dòng 0,56 A này là dòng điện chạy trong cuộn dây kết từ. Kết từ nó chỉ là cấp dòng điện để nó sinh ra từ trường, nó biến cái loại sắt thành cái nam châm ha, thì nó gọi là kết từ ha. Nên dòng nó không có lớn, cái dòng điện nó chỉ đủ để sinh ra từ trường thôi, không có lớn. Còn dòng điện trong phản ứng là cái dòng điện để nó sinh ra cái moment quay cho cái máy ha, thì cái dòng điện phản ứng này nó sẽ lớn hơn nhiều. Rồi đây cũng là một cái nhãn nữa, nhãn này thì mấy em tự đọc ha. Mấy em coi lại video rồi mấy em dừng lại, mấy em tự đọc cái nhãn này nha. Để thầy đi nhanh, tại vì nhanh để mình có nhiều thời gian nói nhiều cái nội dung. Thầy cố gắng hướng dẫn nhanh tí để mình còn thời gian mình ôn tập nữa ha, ôn các cái đề trắc nghiệm. À, những cái thông số này mấy em tự tự đọc lại ha. Tương tự thôi, dòng điện định mức, dòng điện kết từ, dòng phản ứng, điện áp phản ứng gì đó ha. Tốc độ định mức, tốc độ maximum gì đó mấy em tự xem ha. À, đi thi nhiều khi nó sẽ cho một cái nhãn như này, nó hỏi mình à, có trắc nghiệm ha, hỏi mình là ví dụ như là moment định mức của cái động cơ này là bao nhiêu chẳng hạn. À, thì phải coi thử moment định mức nó ở đâu ha. Đi ra à, nó sẽ trắc nghiệm, nó sẽ hỏi mình đọc được rồi mình viết ra được. Thằng nó hỏi là dòng điện kết từ bao nhiêu chẳng hạn, nó đưa A B C D, nó đưa mấy thông số này thì mình phải biết dòng điện kết từ là thông số nào nha. Rồi thì mấy em quan sát đi, mình tự quan sát rồi đọc thử ha. À, ví dụ ở đây y phiêu, phiêu là kết từ nha mấy em. À, hồi nãy kết từ bên cái nhãn này nó là excitation ha, là kết từ, còn bên này phiêu là kết từ, phiêu là trường, là từ trường á, phiêu là nghĩa là trường ha, là từ trường. À, điện áp kết từ là 220 này, điện áp ammeter là phần chính ha, phần ứng á, là 400 V, phần kết từ là 220 V, dòng điện phần chính là 52 A, dòng kết từ là 2,3 A. Thì mình hiểu, mình nhìn vô mình sẽ hiểu được liền, không không cần hiểu từ tiếng Anh mình cũng biết được ha. Tại dòng phần 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 chính thì giờ điện áp và dòng điện nó sẽ lớn hơn so với phần kết từ ha. Rồi tiếp theo mình đi vào cái phần gọi là quan hệ điện từ trong cái máy điện một chiều. À, thứ nhất nói về cái biểu thức tính cái sức động à, trên cái dây quấn, thì E là cái sức động cảm ứng ở trên cái thanh dẫn của cái dây quấn phản ứng à. Thì E sức động này nó sẽ bằng B nhân L nhân V. Lưu ý E này là sức động trên một thanh dẫn thôi em, thì nó sẽ bằng B là cảm ứng từ nhân L là chiều dài của thanh dẫn, và nhân V là cái vận tốc của cái thanh dẫn chuyển động cách từ trường. Thì đây là công thức tính sức động cảm ứng ở trên một cái thanh dẫn chuyển động cách qua từ trường ha. Em có thể ghi vắn tắt cái công thức này là B nó là cảm ứng từ, L là chiều dài của cái thanh dẫn ha, V là vận tốc chuyển động. Thì thanh dẫn mà mình thấy là gì? À, từ trường càng mạnh thì sức động nó càng mạnh, hoặc là cái chiều dài của thanh dẫn mà nằm trong từ trường á nó càng dài thì sức động nó càng càng mạnh, hoặc là tốc độ chuyển động nó càng nhanh thì sức động nó càng lớn. Nè, thì ba cái yếu tố quyết định tới cái điện áp trên cái thanh dẫn khi cách qua từ trường ha. Rồi thì đối với một cái máy phát
À, máy phát điện một chiều á thì cái thanh dẫn nó sẽ là nhiều thanh chứ không phải một thanh á. Hồi nãy mình thấy người ta cấu tạo của cái máy phát thì nó sẽ rất là nhiều thanh dẫn nó kết nối lại à, tạo thành cái một cái cuộn dây luôn à. Thì à, để tính cái điện áp xứng động cảm ứng ở trên cái cuộn dây à, phản ứng á, thì mình có thể dùng cái biểu thức này à, E ứng là cái xứng động phản ứng á, thì nó sẽ bằng N chia 2A nhân cho E, hoặc là bằng N chia 2A nhân B nhân L nhân V. E này là cái xứng động trên một thanh dẫn nha. Bây giờ mình có N thanh dẫn ha. N này là số thanh dẫn. Số thanh dẫn. Rồi, chia cho 2A, 2A này gọi là số đôi mạch nhánh. Đôi mạch nhánh song song ha. Số mạch nhánh song song. Rồi thì thường những cái thông số này người ta sẽ cho, nếu người ta yêu cầu tính điện áp phản ứng à, thì người ta sẽ cho các thông số này ha. N là số cái thanh dẫn này, 2A là số mạch nhánh song song ha. Rồi B, L nhân V. B là cảm ứng từ, L là chiều dài của các cái thanh dẫn, V là vận tốc chuyển động ha. Rồi V thì nó, tại vì V cái rotor nó quay ha, thì V là cái vận tốc dài, thì nó sẽ được tính bằng pi nhân N nhân D chia 60. D là đường kính của cái phản ứng ha. Thì nếu mà mình muốn tìm hiểu kỹ thì mình có thể phải tra cứu coi thêm trong sách nha em à, tại này thầy nói vắn tắt nhanh thôi, mình nhớ trong thầy công thức này được rồi. Rồi từ thông dưới mỗi cực từ phi nó bằng b nhân pi nhân dl chia 2p. Cái này công thức này thì cũng chắc cũng không cần. Thì em ghi thêm cái công thức này nữa. E ứng nó sẽ bằng B nhân N. Từ công thức nãy đó, N này là số số thanh dẫn ha. A này là cái số mạch nhánh song song này. Thì công thức hồi nãy thì nó tính theo B. B này, B trung bình này ha, là cảm ứng từ trung bình, thì nó sẽ tính theo biểu thức này, thì mình lật ngược lại thì B nó sẽ bằng B nó sẽ bằng phi chia nhân cho 2pi chia cho pi DL này ha. Thì mình thế qua công thức này mình triệt tiêu đi, triệt tiêu bớt L nữa, ha. Thì nó sẽ còn lại cái biểu thức này. E ứng là cái này là công thức quan trọng nhất là nhà em, công thức cuối cùng à. Nhớ cái này hơn được. Còn cái này là những cái công thức trong quá trình mình diễn giải thôi. Rồi, công thức này công thức chốt cuối cùng này. Thì xứng động phản ứng nó sẽ bằng gì? B là số số đôi cực này ha, nhân N, N là số cái thanh dẫn song song, số thanh dẫn ha. A là số mạch nhánh song song ha. N là cái tốc độ quay. N là tốc độ quay nha. Rồi. Phi là cái từ thông cực đại trên cực từ ha. Rồi. Thì mình thấy là gì? Cái cụm này này, nguyên cái cụm này. Nguyên cái cụm này mình gọi là KE. KE này nó sẽ phụ thuộc vào cái dây quắn, kết cấu của dây quắn ha. B là số cực này, N là số cái thanh dẫn ha, A là cái số mạch nhánh song song ha. Thì mình thấy là cái này là cái giá trị nó không đổi nha em, tại vì mình quấn dây nó như thế nào nó sẽ nó cố định rồi. Mình quấn dây như thế nào nó cố định rồi, nên cái KE này là một cái hằng số phụ thuộc vào cái cách quấn dây. Rồi, vậy thì mình thấy là gì? Ngoài cái KE này là cái giá trị cố định thì nó có hai giá trị nó có thể thay đổi. Thứ nhất là N, thứ hai là phi. Công thức này mình để như này. E ứng nó sẽ phụ thuộc gì? Điện áp phản ứng, điện áp sinh ra ở cái máy phát điện một chiều ha. E ứng nó sẽ phụ thuộc vào N và phi. N này là tốc độ quay ha. Và phi này là từ thông cực đại qua cái cực từ. Vậy thì điện áp phát ra của cái máy điện một chiều á, cái máy phát điện một chiều á, nó sẽ phụ thuộc vào cái tốc độ quay của rotor và cảm ứng từ. Cái từ thông của cái cực từ, thì từ thông này phụ thuộc vào cái dòng điện kích từ ha. Còn nếu mà nam châm vĩnh cửu thì cái từ thông phi này nó cũng là cố định rồi, nhưng mà nếu mà máy phát mà bằng kích từ bằng nam châm điện á ha, thì cái phi này mình có thể điều chỉnh được ha. Mình thay đổi dòng điện kích từ thì cái từ thông phi của cái nam châm điện nó sẽ thay đổi ha. Rồi vậy thì để điều chỉnh điện áp phát ra thì mình có thể điều chỉnh, một là tốc độ của cái máy phát,
quay cái máy phát nhanh thì cái điện áp phát ra nó lớn, quay chậm thì nó phát ra yếu, điện áp thấp. Rồi từ thông vậy, kích từ nhiều thì điện áp phát ra nó lớn, kích từ ít thì điện áp phát ra nó nhỏ. Đó là cái rút ra từ cái công thức này nha, em để giùm thầy. E ứng nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ quay và từ thông kích từ. Rồi cái này giải thích về cái số mạch nhánh song song này. Thì thầy nói sơ sơ tí đi. Cái này giải thích cũng hơi cao học thôi, còn rối mày. Thường thì những cái mạch nhánh song song với lại cái số đôi cực với lại cái số thanh dẫn này đề nó sẽ cho nha mấy em. Các công thức cái đề nó sẽ cho mình các cái thông số này. Nếu nếu cần tính ha. Còn không nó cho KE luôn, hệ số phụ thuộc kết cấu dư quán nó cho KE luôn. Còn cái giải thích về số mạch nhánh song song thì nó hơi mất có thời gian thôi, thì lướt qua đi. Tiếp theo là moment điện từ. Hồi nãy mình nói về cái sức động ha, tiếp theo nói về moment. Thì cái moment nó sẽ bằng B điện từ trước ha, công suất điện từ. Thì B điện từ nó sẽ bằng E ứng nhân với I ứng. Công suất điện từ là công suất trên cái rotor, nó bằng E ứng nhân I ứng. Rồi mình thế vô thôi, E ứng thì B N chia 60 A nhân N phi nhân cho I ứng. Mấy em ghi công thức này đóng khung lại luôn nha. Đây là công thức tính B điện từ, công suất điện từ ở trên một cái máy phát điện một giường. Rồi, tiếp tục nha. Rồi, tiếp theo là cái moment điện từ. Này cũng là công thức để tính toán. Thì moment điện từ nó sẽ bằng B điện từ chia omega. Thì omega nó bằng 2pi 2pi nhân cho omega. Omega. Rồi, thì thế B điện từ với thế omega vô. Thì mình sẽ có là gì? Cái moment điện từ nó sẽ phụ thuộc, chốt lại chỗ này mình cần nhớ này, moment điện từ nó sẽ phụ thuộc vào I ứng và phi. Moment nó phụ thuộc vào dòng điện phản ứng và phi là cái từ thông kích từ, từ thông kích từ nha. Rồi còn KM này là cái hệ số nó phụ thuộc vào cái kết cấu của dây quấn ha. Đây, KM là cái hệ số phụ thuộc kết cấu dây quấn, B nhân N chia 2B nhân E. Thì cái này nó phụ thuộc kết cấu dây quấn thôi, nó không không có thay đổi ha. Thì cái moment của cái máy điện một chiều á, moment của cái động cơ một chiều nó sẽ phụ thuộc vào I ứng là dòng điện cấp vô phản ứng ha, và phi là cái từ thông kích từ. Chú ý. Cái quan trọng cần nhớ thì mình chỉ cần nhớ cái này công thức thì cũng nên nhớ, lỡ bài tập nó hỏi tính toán thì mình cũng nên nhớ, nhưng phải hiểu nha mấy em. Nhìn công thức phải hiểu là gì, moment điện từ nó phụ thuộc vào I ứng là dòng điện cấp vô phản ứng và phi là cái từ thông kích từ. Tương tự bên này thì B điện từ nó sẽ phụ thuộc vào mấy cái này, nó cũng không đổi này mấy em, nó cũng phụ thuộc vào phi và I ứng thôi. N nữa nha, N là tốc độ quay á. Còn cái bên này E thì nó lại phụ thuộc vào N tốc độ quay và từ thông kích từ, nó không phụ thuộc dòng điện ha. Điện áp nhỏ ra cái xung động nhỏ ra nó không phụ thuộc vào dòng điện, nhưng mà công suất với lại moment thì nó sẽ phụ thuộc thêm cái dòng điện I ứng nữa, chú ý I ứng nha. Nó lại không phụ thuộc vào tốc độ quay nha mấy, moment thì nó phụ thuộc vào I và từ thông, không phụ thuộc N tốc độ quay giống như thằng E ứng chú ý. Rồi tiếp theo nói về tính chất thuận nghịch. Thì cái phần khoanh đỏ này thì là cái cần chú ý nhất. Trong cái máy phát điện thì moment và N là tốc độ quay á, moment và tốc độ quay ngược chiều nhau, moment điện từ tốc độ quay ngược chiều nhau. Máy phát điện nha em. Moment điện từ và N là tốc độ quay ngược chiều nhau. I ứng và E ứng cùng chiều. I ứng là dòng điện phản ứng, E ứng là điện áp phản ứng xung động cảm ứng phản ứng. Rồi, trong cái động cơ thì ngược lại nha. Moment điện từ và N cùng chiều. I ứng và E ứng ngược chiều. Rồi, thì cái này thầy giải thích một tí.
máy phát điện. Mấy em tưởng tượng ha, máy phát điện là cái chiều quay á, N này chiều quay nó sẽ phụ thuộc vào cái chiều mà mình kéo cái trục của cái máy phát nó quay đúng không em? Có nghĩa là mình dùng một cái động cơ mình kéo cho cái máy phát nó quay, thì cái chiều quay của cái động cơ á, nó sẽ ngược lại với chiều của moment điện từ. Tại vì sao? Khi cái máy phát điện nó phát ra điện á, thì cái moment điện từ nó sẽ cản lại cái chiều, nó cản lại cái lực quay của mình ha. Mấy em tưởng tượng mấy em dùng tay mấy em quay một cái máy phát đi, để máy phát nó phát ra điện. Thì khi máy phát nó phát ra điện thì nó phải có cái moment nó chống lại cái việc em quay đúng không? Mình quay nó phải cản mình lại chứ không quay dễ dàng thì điện nó cứ tự động nó phát ra tiếp làm sao? À, mình phải có cái lực cản nó cản lại cái để nó tiêu thụ cái cơ năng mình quay. À, thì cái moment điện từ là cái moment sinh ra do cái đầu dòng điện phát ra của cái máy phát nó sẽ chống lại cái chiều quay, được không ha? Chiều quay là N này là cái chiều bằng chiều quay là cái chiều của cái trục động cơ của trục máy phát mình phải cung cấp cơ năng để quay nó. À, thì nó sẽ ngược lại với chiều của moment điện từ máy phát. À, rồi moment ngược chiều của trục quay ha, ngược chiều quay của cái trục, nhưng mà y ứng và e ứng cùng chiều. À, đúng rồi nha. Thì cái này ngược thì cái bên này y và e nó cùng chiều ha, dòng điện và cái xương động phản ứng nó phải cùng chiều nó mới phát điện ra được ha. Rồi đối với động cơ thì ngược lại, động cơ thì mình cấp điện vô cho nó quay ha, nên là cái moment điện từ này nó sẽ làm cho cái trục động cơ quay, nên moment nó phải cùng chiều với n ha, n là chiều quay ha. Bạn nào nấu cơm không có theo dõi được thì nấu cơm đi rồi bật coi video lại ha, thầy hướng dẫn cho xong cái nội dung này ha. Rồi à, thì rồi khi máy mà làm việc ở trạng thái máy phát ha, làm việc ở trạng thái máy phát thì e ứng nó phải lớn hơn y ứng, để chi u và e ứng nó sẽ cùng chiều ha, e trừ u chia cho r thì y ứng nó phải cùng chiều với e ứng nha, thì e nó phải lớn hơn u máy phát ha. Máy phát thì cái sức động sinh ra trên cuộn dây nó phải lớn hơn cái điện áp nhỏ ra, u này là điện áp nhỏ ra của máy phát nha em. Rồi còn moment, moment điện từ là đó, đó. Moment điện từ nó sẽ hãm, hãm có nghĩa nó cản trở lại cái chiều quay của cái máy phát. À, điểm nhanh hả? Từ từ chờ xíu. Để tôi coi được cái nội dung này nè. Rồi, thôi nói xong cái slide này rồi thầy cho lớp mình nghỉ luôn á. Nãy giờ thầy nói liên tục cũng nhiều, hơi khang cổ rồi. Mai mình qua thứ năm mình tiếp đó. Rồi, thì thôi cái khá đóng khung đỏ này là cái quan trọng nhất cần nhớ này nha. Rồi, bây giờ xét cái máy phát đi. À, làm việc ở trạng thái máy phát ha, thì cái biểu thức y nó sẽ bằng e ứng trừ u chia e r ứng, từ cái phương trình cân bằng hồi nãy, phương trình cân bằng điện áp ở bên cái slide trước đó. À, hồi nãy mình có là gì, u nó sẽ bằng e ứng trừ e r ứng y ứng đối với máy phát ha, u bằng e ứng trừ e r ứng y ứng, thì mình quy ra y ứng nó sẽ bằng e trừ u chia e r ứng. À, rồi e lúc này nó phải lớn hơn u nha em, máy phát, và moment điện từ nó cản trở cái chuyển động quay của cái trục. Thì chỗ này mấy em ghi chú thêm tí à, nếu giảm từ thông hoặc tốc độ xuống nhỏ hơn u thì y ứng nó sẽ đổi chiều. Tại sao giảm, giảm cái từ thông hoặc tốc độ để cho y ứng nó giảm xuống nhỏ hơn u. À, có nghĩa là hồi nãy mình có công thức là y ứng nó sẽ phụ thuộc vào y, nó phụ thuộc vào tốc độ ha. E ứng này phụ thuộc vào tốc độ hoặc là phụ thuộc vào phi. E ứng nó bằng k nhân cho n nhân cho phi á. À, này cái công thức này E ứng thì nó sẽ phụ thuộc tốc độ và y. À, nên mình giảm y, giảm tốc độ hoặc là giảm phi xuống thì cái E ứng nó sẽ giảm ha. E ứng nó giảm mà giảm xuống dưới u thì lúc đó cái máy phát nó sẽ thành động cơ. À, vậy thôi. Rồi thứ hai, chiều tự thông không đổi. Cái chiều tự thông không đổi ha, moment điện từ nó đổi chiều. Rồi, thì lúc này moment nó sẽ cùng chiều với chiều quay ha.
từ đang từ là cái moment điện từ nó cản trở cái chuyển động quay của máy phát, thì bây giờ nó lại thành hỗ trợ chuyển động quay ha. Thì lúc này cái máy phát mình nó sẽ chuyển thành cái động cơ. Thì đây nói về tính chất thuận nghịch của máy điện một chiều ha. Cái chỗ này nếu mà thấy khó hiểu thì mấy em cũng có thể bỏ qua được à. Còn nếu mà muốn nghiền ngẫm lại thì coi cái chỗ này tí à. Rồi mấy em tưởng tượng từ công thức này này à. Nếu mà cái E ứng này mà giảm xuống, E ứng này giảm xuống nhỏ hơn U à, thì lúc này cái chiều E ứng và Y ứng nó sẽ ngược chiều nhau ha, nó thành cái động cơ vậy thôi. Rồi thì cái chỗ phản ứng qua bữa sau thì cái phần này nó cũng quan trọng ha. Phản ứng là một phần quan trọng, bữa sau thầy sẽ nói nó kỹ hơn ha. Rồi chờ thầy xíu, thời điểm danh là mình nghỉ. Em nhớ đặt tên cho đúng ha, đừng có đặt không đúng tên mình là vô thời điểm danh nó không có tên nha. Có ai có thắc mắc gì thì có thể đặt câu hỏi ha. Còn nếu không có thắc mắc gì thì mình có thể nghỉ. Cái video thầy sẽ đăng lên lại à. Rồi bữa nay thầy có ghi video rồi, hôm trước cho nó bị lỗi ha. Rồi nếu không có thắc mắc gì thì mình có thể nghỉ nha em.